chôn sống cùng vợ. Xưa kia, tại một vương quốc nọ, có chàng trai nghèo tòng quân cho đức vua, lập công trạng lớn. Lần này triều đình sẽ ban thưởng lớn cho các tướng lĩnh lập công trong trận này. Tàu bệ hạ, ngọn lửa sáng nhất soi đường cho toàn binh, đó chính là người lính trẻ, anh Chante đây. Hả? Tuổi trẻ tài cao vậy sao? Dạ thưa bệ hạ, giữa lúc chiến trận gian nguy, quân ta thương vong lớn, một mình Chante đã tả xung hữu đột, xông lên một mình bủa phá hàng ngàn quân địch. Khá lắm, vậy Chante, khanh muốn ta ban thưởng gì? Tâu đức vua, thần chỉ có một nguyện vọng duy nhất, nhưng e rằng mong muốn này từ một kẻ nghèo khó như thần sẽ đắc tội với người. Sau chiến công này thì khanh không còn nghèo khó nữa đâu. Nào, mau nói đi. Tâu bệ hạ, xin người tác thành cho thần và công chúa. Khanh muốn cưới con gái ta. Thưa bệ hạ, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy công chúa, trái tim thần đã mách bảo nguyện đời này sẽ chết vì nàng. Nguyện chết ư? Mau đứng dậy đi. Thưa, vậy ý của người như thế nào ạ? Có điều con gái ta nguyện chỉ lấy người nào sẵn lòng chịu chôn sống cùng mộ với nó, nếu không mai nó chết trước. Thưa bệ hạ, nếu trái tim thần đã thuộc về nàng, vậy lúc nàng chết, hỏi thần còn sống làm gì? Thần nguyện sẽ làm theo lời nguyện của nàng. Được lắm, xem ra ông trời lần này vừa đem đến cho ta một tướng lĩnh tài ba, vừa mang tới phò mã của đất nước rồi. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng phò mã tương lai. Lễ cưới ngay sau đó được tổ chức linh đình, đôi trai tài gái sắc nên chồng vợ. Đời này kiếp này, ta sẽ chỉ yêu mình nàng thôi. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi chưa được bao lâu, công chúa bỗng đổ bệnh, không thầy thuốc nào cứu chữa nổi. Thưa bệ hạ và phò mã, chúng thần đã dốc hết sức, nhưng công chúa mắc chứng bệnh lạ, lại vô cùng hiểm nghèo, e là không qua khỏi. Không, không thể như vậy được, nàng ơi. Thưa phò mã, đức vua đã truyền lệnh, giờ ngài phải thực hiện lời nguyện nguyện chết cùng công chúa. Ngài luôn cư xử tốt với chúng tôi. Chút thức ăn đặt trên bàn đá kia là việc cuối cùng chúng tôi có thể làm được cho ngài. Xin vĩnh biệt. Đâu cần lời nguyện nào chứ, nàng đã nằm đây thì ta còn thiết gì ánh sáng cuộc đời. Chừng nào ta còn sống thì mày không được chạm tới thi thể nàng. Ta rồi cũng chung số phận với mày thôi, nhưng không sao, cái chết sẽ đưa ta đến gặp nàng. Trời ơi, chuyện kỳ lạ gì thế này? Lạ quá, cả một cây dây leo mà chỉ có 3 chiếc lá. Chiếc lá này có sức mạnh dị thường, đã hồi sinh con rắn kia. Biết đâu nó cũng cải tử hoàn sinh cho người được. Mình sẽ thử cứu nàng. Nàng đã tỉnh lại rồi. Vợ yêu quý của ta. Ta đang ở đâu? Sao lại tối om thế này? Ta không nhìn thấy gì hết. Nàng vừa chết đi sống lại đấy. Mau vào báo với phụ vương, công chúa đã sống lại rồi. Chỉ có điều, từ ngày sống lại, công chúa luôn trầm uất, nhốt mình trong phòng, thậm chí không nhớ nổi chồng của mình. Ta tình cờ phát hiện ra một cây dây leo có 3 chiếc lá quý. Đây là chiếc lá cuối cùng giúp cải tử hoàn sinh. Ta định giao cho công chúa giữ, nhưng giờ nàng ấy như người mất hồn. Khanh là tâm phúc ta tin tưởng, hãy giữ giúp ta. Lúc nguy khốn có ngai dùng, chỉ cần đặt chiếc lá lên đầu thì người chết có thể sống lại. Đa tạ phò mã tin tưởng giao phó, thần sẽ luôn giữ chiếc lá bên mình. Tốt lắm, nhân chuyến tàu lớn ra khơi, ta muốn đưa công chúa về thăm quê cha ta một chuyến, cũng là để nàng ấy được thay đổi không khí. Người hãy chuẩn bị đi. Vâng thưa phò mã, chuyến thuyền lớn nhất là của một thương lái giàu có. Thần sẽ sắp xếp ngay ạ. Nhưng không may cho chàng phò mã hiền lành, gã lái buôn trên thuyền lại vô cùng gian xảo. Khi biết công chúa đang mất trí nhớ về chồng, hắn đã toan tính âm mưu thâm độc. Trời ơi, phò mã. Người đàn ông xưng là chồng của nàng ấy đã theo thuyền nhỏ về quê theo nhân tình. Nếu không có ta đêm qua hắn đã âm thầm hãm hại nàng, ta mới là người nàng thương yêu. Ta đã từng yêu thương chàng ư? Sao mà ta không nhớ gì hết về những chuyện trong quá khứ vậy? Nàng nói vậy làm ta buồn lòng quá. Nhưng không sao, dần dần nàng sẽ nhớ ra thôi. Chúng ta sẽ hồi cung ngay bây giờ, kể cho cha nàng nghe rõ sự tình.
Hả? Nhà ngươi? Bấm thưa đức vua anh minh, nếu không có thần thì công chúa đã bị tên phò mã ác độc ấy hãm hại. Hóa ra bao lâu nay hắn chỉ dối lừa nhà vua, giờ hắn đã bị trừng phạt dưới lòng biển sâu. Ngươi nói láo. Gã lái buôn không ngờ được người lính hầu trung thành đã cứu sống phò mã. Hai người trên thuyền nhỏ đã hồi cung trước đó. Phò mã đã kể lại cho nhà vua tỏ tường sự việc. Tạo bệ hạ, thần đã tận mắt chứng kiến tên lái buôn này đẩy phò mã xuống biển. Thần vội lẻn xuống thuyền nhỏ, chèo thuyền phớt phò mã lên. Nhờ có chiếc lá rắn mà cứu được phò mã sống lại. Nàng không sao chứ? Cha, con không nhớ chuyện gì hết. Rốt cuộc những chuyện gì đã xảy ra với con? Con gái, giờ con chỉ cần biết rằng phò mã trước mặt con kia vì con mà không nề hà cả cái chết. Người đã cứu sống con bằng chiếc lá rắn thần kỳ. Chiếc lá rắn ư? Đúng rồi Chan, con mau đưa chiếc lá đó ra, biết đâu vợ con nhớ lại được chuyện gì. Chiếc lá rắn phát sáng trong tay công chúa, ký ức về người chồng chung tình hiện về trong tâm trí nàng. Chàng, sao em có thể quên chàng chứ? Thật là may, nàng đã nhớ lại tất cả rồi. Từ giờ không điều gì có thể chia cắt hạnh phúc của chúng ta nữa. Vậy là câu chuyện về chiếc lá rắn đã kết thúc có hậu. Từ đó về sau, phò mã và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Ngựa báo đấu với ma quỷ. Xưa kia, ở một vùng núi non, khi quỷ dữ vẫn còn tác oai tác quái trên nhân gian, có một người thợ săn già sống cùng cô con gái. Cha, cha mau vào giường nghỉ đi cha. Cha không biết còn sống được bao lâu. Điều làm cha chưa yên tâm nhất chính là con chưa yên bề gia thất. Cha, nhân duyên là do trời định, xin cha chớ lo. Cha tính thế này, để cha đánh tiếng cho những người bạn thợ săn bốn phương. Dạ, ý cha là... Cha tin là một người vượt chậm xa đến ắt có lòng. Ai đến trước biết được tên họ của con thì coi như các con có duyên. Sao họ có thể biết tên của con chứ cha? Họ chẳng phải nghe cha mình nhắc đến con. Điều này cũng để chắc đó là người quen giữa nơi nhiễu nhương này. Lấy người như vậy, con có thuận lòng không? Không lâu sau đó, một chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú, con trai bằng hữu thân thiết nhất của người cha thợ săn già đã tìm đến tận vùng núi rừng nọ. Dạ, xin bác cho cháu hỏi, nhà bác thợ săn già họ Đỉnh đi hướng nào ạ? Không xa, nơm cậu chắc là... Dạ, không giấu gì bác, khi bé cháu đi cùng cha đã có dịp gặp con gái bác Đỉnh. Nào cháu rất muốn là người đầu tiên đến xin cầu thân với cô ấy ạ. Tốt quá, ông Đỉnh chắc là rất hài lòng á. Nhưng cậu biết tên con gái của ông ấy chưa? Dạ, tên thì cháu chưa rõ, lúc nhỏ chỉ gọi là Tiểu Đỉnh. Ông ấy có đặt ngầm điều kiện là ai đến trước biết tên họ con mình thì mới gả. Tên cô gái là Đỉnh Châm, cậu nhớ nghe chưa? Cháu cảm ơn bác ạ. Đỉnh Châm, cháu nhớ rồi ạ. Thấy cậu hiền lành nên tôi mới mách đó. Mau đi đi. Đỉnh Châm à, xem ra lần này cướp ả về khỏi tốn sức rồi. Mình đã mấy lần dùng pháp thuật mà không hiểu sao lại vô hiệu trước căn nhà của lão thợ săn đó. Vậy là con quỷ đội lớp nghe lỏm được câu chuyện giữa chàng trai trẻ và người phụ nữ bên suối. Nó lập tức tìm đến nhà người thợ săn trước chàng trai một bước. Nè anh bạn, đến sau thì lùi lại đi chứ. Anh là ai? Sao đi đường dài tôi chưa từng gặp qua anh. Các vị, ai là người tới trước? Tôi là người tới trước. Thế thì mời anh nói trước, tên của con gái tôi là gì? Chỉ được nói ba lượt. Là Kim Châm phải không? Không đúng. Vậy là Ngân Châm? Cũng không đúng, anh có thể nói lại một lần nữa. Tiểu thư đây tên là Đỉnh Châm. Ta sẽ sớm đến trước nàng về. Vậy là người thợ săn chấp thuận gả con gái cho kẻ đến trước nói đúng tên con gái mình, mà không hay biết hắn chính là quỷ dữ đội lớp. Đỉnh Châm à, cha có lẽ không qua được đêm nay. Cha giao lại cho con những vật báo từ đời tổ tiên truyền lại, nó sẽ thay cha giúp con những lúc lâm nguy. Cha, cha ơi. Sau khi mai táng cho cha xong, cô gái trẻ rời quê hương theo chồng, vẫn không hay biết hắn là một tên quỷ gian xảo. Ta
chồng của cô chính là quỷ dữ. Sao? Sao ngựa lại có thể nói được? Chồng ta, ý ngựa nói. Đúng vậy, cô hãy nhớ kỹ lời tôi. Đến động của quỷ, cô hãy tỏ ra bình thường. Dù quỷ quái rất sợ lửa, nhưng cô hãy lựa lời dụ hắn đốt lửa ở góc hang. Tôi có thể nương theo khói lửa bay lên cứu cô. Giờ ngươi đường đường chính chính làm phu nhân động quỷ rồi đó. Hoặc ngươi làm vợ ta, hoặc là... Số trời đã định vậy, ta đương nhiên phải làm vợ của phu quân rồi. Khá lắm, nàng đúng là mỹ nữ của ta. Nào, mặc sửa soạn bữa tối đi. Có ngày đây thôi đại vương. Phu quân à, thịt có thể nướng chín được không? Không, ta không bao giờ dùng đến lửa. Phu quân, lẽ nào dân không thể chịu thiếp? Thật sự thiếp không quen dùng thịt còn sống. Nàng đốt trong góc kia, chớ để ta thấy. Đốt lửa liều diêu thôi nha. Thì ra là vì con ngựa này mà ta không thể dùng bùa phép ở nhà ngươi. Đứng lại cho ta. Đỉnh Châm, có phải là nàng không? Thế này là sao? Con ngựa của nàng... Kẻ đến cùng chàng hôm đó thực chất là một con quỷ hung dữ. Nó lừa tôi về động. May mà tôi được ngựa báo là chú ngựa gỗ Tí Hon. Cha để lại cho tôi để giải cứu mình đó. Nàng đừng sợ hãi nữa, mọi chuyện giờ đã qua rồi. Hai người các vị mới là một đôi vợ chồng thật sự. Các vị hãy kết hôn và sống ở thung lũng này. Có tôi ở đây, quỷ dữ sẽ không làm hại được hai người đâu. Ba năm sau, thời gian trôi đi, con gái người thợ săn già sống hạnh phúc bên người chồng hiền lành và các con kháu khỉnh. Vào đợt cuối năm, lương thực khan hiếm, chồng cô lần đầu tiên cùng ngựa báo đi săn xa nhà. Chỉ đợi có thế, con quỷ dữ đã nhanh chóng đánh hơi ra. Nhớ thù năm xưa, nó toan tìm đến hãm hại cô vợ Hục. Đỉnh Châm, đã đến lúc người phải nộp mạng rồi. Cô gái bỗng nhớ ngoài ngựa báo, cô còn chiếc lược gỗ bảo bối cha để lại. Cô liền lấy lược ra cầu cứu. Có một sự liên kết vô hình giữa lược gỗ và ngựa báo. Từ muôn dặm xa xôi, ngựa báo nghe tiếng gọi đã trở về, khiến con quỷ sợ hãi tái xanh mặt. Quỷ dữ không chống cự được thêm nữa, nó gom chút sức tàn tháo chạy với vết thương từ lửa thần khiến mình mẩy nó không bao giờ hồi phục. Kể từ đó, nó chẳng thể gây nhiễu nhương cho dân gian được nữa. Từ đó, cuộc sống bình yên thật sự đến với vùng núi non trùng điệp, quê hương của người thợ săn già ngày nào. Người dân đến khai hoang, mở đất, đông đúc, không còn e sợ quỷ dữ nhiễu nhương nữa. Qua ải mỹ nhân. Mình mà xịt ít hương sô-cô-la lên người thì cũng khuyến rũ đó chứ, đâu có phải xấu xí lắm đâu. Triki, bông hồng này mà cài lên tóc em thì không ai có thể xinh đẹp hơn. Còn chai siro này em xịt lên người thì hương thơm rất quyến rũ. Em đồng ý là bạn gái anh nha. Cảm ơn, tôi không cần. Xấu xí như anh mà đòi làm bạn trai của tôi sao? Xin lỗi nha, anh không xứng đáng. Kìa, Triki. Này, vẫn tơ tưởng tới cái cô nàng đổng đảnh đấy à? Cô ta không thích cậu đâu. Thị trấn này thiếu gì những cô nàng xinh đẹp. Ví như nàng Lamhead, lúc nào trên người cũng thơm mùi mứt dâu. Sao cậu không theo đuổi chứ? Quên nàng Riki kiêu kỳ ấy đi. Nhưng tôi chỉ thích Riki thôi, tình yêu mà. Tôi tin sẽ có một ngày cô ấy sẽ có tình cảm với tôi. Hey, cậu đúng là... Chạy đâu mà thoát chứ? Ôi, cứu tôi với! Gần đây, thị trấn chúng ta có lão quỷ lưu tót xuất hiện phá phách, khiến cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn. Thế nên, hôm nay tôi đã triệu tập cuộc họp này để bàn cách giải quyết. Lão ta có vẻ hung dữ lắm. Rất nhiều người đã bị lão thiêu cháy rồi.
hắn ta được sinh ra từ một lò nướng hỏng, nên hắn có khả năng đặc biệt là biết phun lửa, vì thế mà rất mạnh. À thế có cách nào đánh bại được lão không? Chẳng lẽ cứ chờ chết vậy sao? Ta từng nghe nói, cách đây 100 năm, cũng có một con quỷ biết phun lửa giống hệt như Lutot đến tàn phá thị trấn này. Rất nhiều người đã hy sinh vì nó, phải mất mấy năm mới có một vị anh hùng dùng chiếc dao bằng băng đâm thẳng vào trái tim hắn mới tiêu diệt được. Đâm vào ngực trái của con quỷ ư? Nhưng như vậy thì quá mạo hiểm, thậm chí phải đánh đổi cả tính mạng cũng không thể tiếp cận được hắn. Đúng vậy, từ khi con quỷ xuất hiện, chưa một ai có thể đến gần hắn, chứ đừng nói là đâm vào trái tim của quỷ. Vậy phải làm cách nào? Chúng ta sắp chết cháy rồi sao? Tôi sợ lắm, hay là bỏ trốn đây? Mọi người trật tự, tôi đã đàm phán được với nó và biết được rằng lý do nó đến phá phách thị trấn của chúng ta là vì nó thích một người. Ai thế nhỉ? Nếu như chúng ta giao người ấy cho nó thì nó sẽ không quấy phá thị trấn của chúng ta nữa. Còn không, nó sẽ phá nát thị trấn này và đốt cháy hết tất cả mọi người chúng ta. Thế thì còn chờ gì nữa, hãy giao người ấy ra thôi. Đúng đấy, ông hãy nói xem người đó là ai. Nhưng chúng ta không thể vì lợi ích của bản thân mà hy sinh người đó được. Không được, hy sinh một người mà cứu được cả thị trấn thì điều đó cũng đáng chứ. Ông mau nói tên người đó ra đi. Con quỷ đó vốn nổi tiếng háo sắc, chắc chắn người đó thích phải là một cô gái đẹp. Hay là... Không, tôi sẽ không đi với lão ta đâu. Tôi không muốn, tôi ghét lão. Thì ra chính là cô ta. Hắn ta rất thích Riki nên sẽ không làm hại cô ấy. Ta cũng không thể vì thế mà hy sinh Riki được. Chúng ta nên nghĩ cách khác để đối phó với hắn. Xin mọi người đừng giao tôi cho hắn. Phải được làm cách nào đối phó được với lão ta chứ. Riki cũng đâu mất mạng đâu, đi theo lão lại được lão cưng chiều ấy chứ. Không phải đây, không còn cách nào khác đâu. Nếu đã như thế thì... Khoan đã, nếu không còn cách nào khác thì tôi sẽ đi tha Riki. Cậu điên à Mít? Nhưng người lão ta muốn không phải là cậu mà là Riki. Cậu đi thì có tác dụng gì? Phải đấy, lão ta đâu có thích cậu đâu. Tôi sẽ đi tha Riki. Tôi không để Riki rơi vào tay lão ta được. Nhưng lão ta nhìn thấy cậu sẽ nổi điên lên thì sao? Cậu đâu phải Riki. Lúc đó không những cậu mà cả thị trấn sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hãy tin ở tôi, tôi sẽ có cách đối phó với lão ta. Chỉ xin mọi người đừng bắt Riki đi. Nàng đây rồi, Riki của ta. Tôi đây. Đi với ta nào, người đẹp của ta. Khoan đã, trước khi đi với ngươi, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu là yêu cầu của người đẹp thì ta sẵn sàng. Nhìn bộ dạng của ngươi thật gớm ghiếc, khiến ta không muốn đến gần. Nếu ngươi muốn làm chồng của ta thì phải biến ra hình dáng khác giống như ta vậy. Tưởng gì, chuyện đó thì quá đơn giản. Xong rồi, nàng hãy nhìn ta đi. Được, vậy ngươi hãy lại gần đây. Đang làm gì thế? Sao lại? Đành con, ra là mày, dám lừa ta sao? Mày chết chắc rồi. Dừng lại, tôi đến rồi đây. Riki. Riki, xem lại đến đây, mau chạy đi. Anh cút đi. Anh tưởng làm thế thì tôi sẽ cảm động vì anh sao? Anh nhìn lại mình đi, anh không thể sánh với quỷ vương đâu. Theo ngày ấy, tôi sẽ được sung sướng hơn ở bên anh gấp trăm ngàn lần. Nếu như ngài đồng ý để cho thị trấn bánh ngọt được yên, ta bằng lòng ở với ngài. Chỉ cần có được nàng, việc gì ta cũng đồng ý. Không, Riki, nàng không thể làm thế. Cuối cùng,
thì ta cũng có được người đẹp rồi. Người dám. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lão bánh mì đã nói, chỉ cần dùng con dao băng đâm vào ngực trái của hắn sẽ chết. Cho nên tôi... Sao em lại liều mạng như thế? Nếu hắn không chết, hắn sẽ giết em, vì em đã lừa dối hắn đấy. Con quỷ đó cũng vì em mà phá hủy thị trấn, và cũng chỉ có em mới có thể tiếp cận được hắn. Nếu em không ra tay thì còn ai nữa? Anh thật là liều mạng mà. Nếu em không xuất hiện kịp thời thì anh đã chết dưới tay con quỷ đó rồi. Em đang lo lắng cho anh sao? Anh đã vì em mà không tiếc hy sinh tính mạng. Em đúng là ngốc khi trước đây không biết trân trọng và cứ từ chối tình cảm của anh. Anh vẫn muốn làm bạn trai của em chứ? Em nói thật sao? Cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của anh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.